Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đầu tư Thông Minh. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2023. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại cập nhật về xuống thị trường. Ở trên màn hình các bạn đang nhìn thấy chính là đồ thị về hợp đồng tương lai Bitcoin. Chúng ta đang ở đồ thị 3 ngày. Ở đây mình có một cái khoảng gáp ở vùng 20. Các bạn có thể thấy là cái vùng 20 là một cái vùng mà nó xảy ra một cái khoảng gáp chúng ta gọi là một cái gap up, đây cái gap này thì nó lý do mà nó xảy ra cái đoạn gap này là do cái tại cái thời điểm đó khi mà vừa mới mở phiên thì giá bắt đầu nhảy vọt, thì đây là một cái hiện tượng rất là bình thường ở uh, trong một số uh, những cái hợp đồng tương lai, thì uh, ở đây chúng ta đang nhìn thấy là về cái khoảng gap ở vùng 19 chín uh, ng ngàn năm cho tới là vùng 20 mươi ngàn chín uh, trong khoảng giá này là một cái khoảng mà cần thiết để mà thị trường có thể quay trở lại sau uh, một thời gian mà nó bắt đầu tăng. Tuy nhiên thì uh, chúng ta vẫn còn một cái vùng hỗ trợ tại vùng 25 và theo mình đánh giá là vùng 25 sẽ là một cái vùng giá sẽ có một cái nhịp hồi. Nếu các bạn đã đầu tư thì chúng ta sẽ có những cái nhịp hồi lại và sẽ có những cái cách để thoát hàng ra chờ mua lại giá thấp. Ở đây mình sẽ uh, mở lên cho các bạn thêm một cái chỉ số nữa đó là về Bollinger về Bollinger Band thì chúng ta thấy là giá đã bắt đầu chạm vào cái đường bên dưới và đồng thời nó cũng chạm vào cái vùng hỗ trợ rất là tốt ở trong cùng 3 ngày đây là tín hiệu uh, khá là chắc chắn vì vậy thì giá không thể nào mà phá xuống ngay ở trong thời điểm này mà mình nghĩ là còn một cái thời gian nữa nó phải đi sideways tại vùng 25 cho nên là trong cái vùng giá này là một cái vùng khá là hợp lý để cho chúng ta có thể đầu tư trong ngắn hạn các bạn ạ đầu tư trong ngắn hạn về market cap BTC Dominant thì chúng ta thấy là bắt đầu chạm vào một cái vùng hỗ trợ rất là tốt tại vùng 48% 48% như vậy để có một cái tín hiệu giảm thêm thì theo mình rất là khó tại cái vùng hỗ trợ là 48,3% này nó là một cái vùng hỗ trợ tốt như vậy theo mình đánh giá là BTC nó sẽ có sự phục hồi, nó sẽ có sự phục hồi trước khi mà nó điều chỉnh xuống. Ở đây mình sẽ kỳ vọng là nó sẽ phục hồi lại trước khi mình đi xuống. Đó, như vậy là chúng ta thấy là à, tại cái vùng hỗ trợ này có thể khiến cho giá của BTC nó bắt đầu phục hồi lại. À, chúng ta sẽ có kịch bản chờ giá Bitcoin phục hồi lại và sẽ có cách để thoát ra để chờ mua lại giá thấp hơn như vậy theo mình đánh giá chung thị trường nó vẫn còn có những cái sự hỗ trợ giá khá là tốt thị trường sẽ duy trì giá ở vùng 25 26 đối với đồ thị BTC sẽ duy trì ở vùng 25 26 còn về cái khoảng gáp mà mình có nhắc đến thì nó sẽ là một cái một cái vùng giá sau này thị trường mới quay trở lại sau này nó mới quay trở lại các bạn hiện tại thì nó vẫn đang giữ giá khá là tốt tại vùng 25 Vậy thì thị trường ngày hôm nay cũng là một cái tín hiệu bình thường thị trường một đi sideways thôi Về cùng ngày thì chúng ta thấy là cũng có một cái khoảng gấp đao có một khoảng gấp đao tại vùng 27 27.000 27 800 27 Đây các bạn Đây là một cái khoảng gấp đao nói như vậy là thị trường hoàn toàn có thể có một cái nhịp uh, quay trở lại kiểm tra trước khi mà đi xuống đó, có thể bắt đầu quay trở lại kiểm tra trước khi đi xuống như vậy theo cái kịch bản mà mình đang nhìn thấy là uh, sẽ có một cái nhịp hồi trong một vài ngày sắp tới hồi về vùng 27 hoặc là 27.700 cho tới là 27.800 nó sẽ hồi về một uh, một nhịp trước khi mà điều chỉnh xuống ở đây chúng ta có một cái kỳ level ở đây tạm thời mình sẽ bám theo tín hiệu uh, trong ngắn hạn đó là chờ cho có một kịch bản hồi và mình sẽ xử lý ở trong cái vùng giá này trước trước khi mà giá đi xuống thì chúng ta sẽ có cách xử lý các bạn ha rồi thì đây là buổi phân tích thị trường vào ngày 22 tháng 8 năm 2023 à, với kịch bản là sẽ có nhịp sóng hồi về vùng 27.800 à, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thị trường và mình sẽ cập nhật cho mọi người vào video ngày mai bây giờ thì xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi cập nhật thị trường ngày mai